chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3 và 16.10. Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm báo của buổi sáng đầu tuần ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này được gửi đến cho quý khán giả mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 7 giờ cho đến 8 giờ. Và kính mong quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình này và nhớ là chúng tôi có upload trên YouTube. Kính mong quý khán giả nhớ share để cho mọi người cùng coi và trở thành subscriber của chúng tôi để có thể đón xem được những video clip mới nhất mà chúng tôi upload trên YouTube. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, thực hiện chương trình ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh là nhà văn Chu Tất Tiến. Dạ, chào chú. Xin chào Mỹ Linh và xin kính chào quý vị. Mỹ Linh có biết hôm nay có một cái tin rất là vui, ngắn thôi. Bộ Việt Nam gọi 911 1171 lần để mời mua chả giò. Một trăm bảy mươi mốt lần em gọi cho người cứ ở trên một để mua chả giò không à? Dạ, chắc là cái này là gặp khó khăn quá không bán hàng được hay sao? Dạ, hay là muốn đùa với lại nai quanh quanh nhưng mà dạ bán không được, bây giờ ở tù rồi. Thưa quý vị và kính thưa quý khán giả, sau khi mà một cái tin ngắn sốt dẻo vừa rồi của nhà văn Chu Tất Tiến thì phần dự báo thời tiết của chúng tôi gửi đến cho quý khán giả ngay sau đây. Chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3 và 16.10. Chào mừng quý vị đến với chương trình dự báo thời tiết cho ngày đầu tuần ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta có một ngày thứ hai rất là nóng cho quận Cam, cho nên quý vị phải ở quận Cam chuẩn bị tinh thần nha. Mình uống nhiều nước chanh, đi ra đường là phải mang mũ, rất là nóng cho ngày thứ hai cho quận Cam. 93 độ cho ban ngày và 68 độ cho ban đêm thưa quý vị. Và tiếp đến nữa là tại San Jose còn nóng hơn nữa, cho vùng đồng bằng bình thường thôi mà nhiệt độ lên đến 101 độ thưa quý vị. Cho nên là các vùng thung lũng và đồi núi ở tại vùng San Jose còn nóng hơn rất là nhiều. Và tiếp đến nữa là tại vùng Houston là 92 độ cho ban ngày và 78 độ cho ban đêm. Và riêng tại Houston, Texas trời sẽ có những sấm chớp và mưa dông bất chợt xảy đến thưa quý vị. Và qua đến ngày thứ 3 thì thời tiết có dịu hơn đôi chút. Cho quận Cam chúng ta sẽ có mây vào lúc sáng sớm, nhiệt độ là 85 độ cho ban ngày kính thưa quý khán giả. Và sau đây là bài ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau ngày hôm nay, đó là muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy, là một bài ca dao nói đến tinh thần tôn sư trọng đạo của người Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta luôn muốn con cái học hành thành đạt thì chúng ta nhớ ơn đến người thầy đã dạy dỗ cho con mình. Chính vì như vậy mà chúng ta phải tôn trọng cả người thầy đã dạy dỗ cho con mình những nét chữ đầu đời. Điều này rất là quan trọng và dĩ nhiên những người học trò càng phải biết ơn thầy, những người thầy của mình đã dạy dỗ cho mình nhất tự vi sư, bán tự vi sư thưa quý vị. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Kính chúc quý vị có một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và kính thưa quý khán giả, vừa rồi đã là phần dự báo thời tiết cho ngày hôm nay và tiếp đến là những con số cập nhật cho coronavirus. Kính mời quý khán giả theo dõi. Và cả thế giới có 27.273.919 người đã nhiễm bệnh. Và số người tử vong là 887.087, số người đã được chữa khỏi là 19.356.691. Và chi tiết hơn, nước Mỹ vẫn là nước có số người nhiễm bệnh mới mỗi ngày, số người nhiễm bệnh cao nhất ở trên thế giới, tiếp đến là Ấn Độ và Brazil và nước Nga. Và tuy nhiên ngày hôm nay, trong rất là nhiều ngày qua, thì đây là con số thật sự tốt đẹp cho nước Mỹ khi mà cái số người nhiễm mới ngày hôm nay rất là thấp. Ngày hôm nay đã thấp hơn nhiều so với những ngày trước, đó là 28.534. Bình thường cái số người nhiễm của chúng ta ở mức những ngày mà tốt rồi đó là ở mức 40 mấy ngàn, nhưng hôm nay là 28.000 kính thưa quý vị, một con số rất là đặc biệt. Và tiếp đến nữa là Ấn Độ. Ấn Độ thì càng lúc càng tệ hơn và Ấn Độ bây giờ vượt qua Brazil luôn. Và là hồi lúc là Brazil là nước thứ nhì trên thế giới có số người nhiễm cao nhất, nhưng mà bây giờ là Ấn Độ đứng thứ nhì chỉ sau nước Mỹ. Và Ấn Độ ngày hôm nay 91.723. Quý vị tưởng tượng là Ấn Độ một ngày gần 100.000 người nhiễm bệnh thì Ấn Độ đang gặp rất nhiều khó khăn. Và tiếp đến là Brazil. Brazil ngày hôm nay họ lại giảm một cách bất ngờ luôn, giảm hơn cả nước Mỹ nữa. Hôm nay Brazil là 14.606 người và nước Nga thì vẫn giữ ở mức là 5-6.000 người nhiễm mới mỗi ngày. Hôm nay là 5.195. Nhưng ngày hôm nay thì ngạc nhiên nhất là Brazil có số người nhiễm mới rất là thấp cho ngày hôm nay. Và còn Ấn Độ thì rất là tệ. Ấn Độ quý vị tưởng tượng một ngày mà hơn 90 mấy ngàn người nhiễm thì quý vị có thể thấy được tình hình Ấn Độ tệ đến như thế nào.
Dạ, và tiếp đến nữa, chi tiết hơn, dạ, và chúng ta đang thấy những hình ảnh của những người dân Ấn Độ đang chật vật chống lại với coronavirus ra sao, dạ, rồi tiền giống như là họ đi làm thì không được, đi học cũng không được, rồi là tiền mà trợ giúp cũng không có, cho nên Ấn Độ thật sự là gặp rất nhiều khó khăn ở trong vấn đề mà phải chống chọi với coronavirus. Dạ, kính thưa quý vị, dạ, bây giờ chi tiết hơn cho Hoa Kỳ của chúng ta là có 6.457.674 người đã nhiễm bệnh, số người tử vong là 193.207, số người đã khỏe mạnh là 3.724.487, kính thưa quý vị. Dạ, và kính thưa quý vị, California vẫn là quận hạt, vẫn là tiểu bang mà có nhiều người nhiễm nhất ở trong cả nước. Ngày hôm nay chúng ta có 2.652 người đã nhiễm bệnh mới cho ngày hôm nay. Texas là 1.818 và Florida là 2.564 người, kính thưa quý vị. Và chi tiết hơn cho California, California có 738.730 người đã nhiễm bệnh và số người tử vong là 13.720, số người đã khỏe mạnh là 350.825, kính thưa quý khán giả. Dạ, và tiếp đến nữa là ở quận hạt Los Angeles thì ngày hôm nay là con số nhiễm mới ngày hôm nay thì ở mức là dưới 1.000 người. Đây cũng là con số rất là tốt cho Los Angeles. Lâu lắm rồi Los Angeles chưa bao giờ có một con số nào mà dưới 1.000 người nhiễm mới mỗi ngày hết. Hôm nay là 792, Orange County là 223 và San Bernardino là 233, kính thưa quý vị. Dạ, và quý vị thấy là chi tiết hơn, Orange County có 223 người đã nhiễm bệnh mới ngày hôm nay, số người tử vong là 2 người và số người ở trong phòng ICU đã giảm và bây giờ còn 77 người đang được điều trị trong phòng ICU. Và đó là những con số cập nhật cho coronavirus ngày hôm nay, kính thưa quý khán giả. Và mở đầu bản tin chính ở trong ngày, kính mời chú. Trước khi mở đầu bản tin mới thì chúng tôi xin chia sẻ với cô Mỹ Linh một chút xíu. Cô chọn cái câu ca dao muốn con nhiều chữ yêu đấy thầy, tôi cũng thích nhưng mà tại xưa tôi có đi dạy học á, không biết có học trò nào yêu thầy, nhưng mà có điều sang Mỹ này nếu mà học trò mà dưới 18 tuổi mà yêu thầy yêu cô là chết đấy nha, ở tù. Dạ, cái này là mình phải hiểu cái câu đó là mình phải tôn trọng, mình phải kính trọng thầy giáo của mình. Dạ đó. Dạ, chứ yêu đấy không phải là yêu là lo mà là respect hả? Dạ, đó là phải là sự tôn trọng và tôn trọng. Dạ. Thưa quý vị, nói đùa chơi cho vui, trong ngày hôm nay nóng quá, thưa quý vị, nóng kinh khủng luôn, sáng giờ toát mồ hôi mà cái áo này chưa gì mình đã thấy nhớp nháp rồi, thưa quý vị. Vấn đề là cũng về vấn đề nóng mà chúng ta thấy là lửa đang cháy dữ dội ở California. Chúng ta biết năm nào cũng vậy, hết tới mùa nóng là California cháy rất là nhiều. Mới đây ở Silver Lake thì 200 người phải cấp tốc di tản bằng trực thăng và đã có một số trực thăng và Chinook rồi Black Hawk là cái máy bay quân đội đó đã phải tới để cứu gần 200 người ra khỏi cái vùng cháy này. Cái vùng họ đang ở trong một cái vùng địa điểm du lịch mà khi mà lửa cháy nhanh quá bao vây khu này và không có kịp di chuyển bằng xe cộ, cho nên chính phủ đã truy dụng tất cả những cái phương tiện mà cả quân sự nó để mà tới cứu người này. Mà trước khi tới cứu họ đã phải tưới nước để cho cái vùng này nó ướt đi chút xíu, xong rồi mới hạ cánh xuống mà cứu được hơn 200 người đi ra khỏi cái vùng cháy này. Còn các nơi khác thì trong ngay trong khu vực Los Angeles, thưa quý vị, có tới 2.000 căn nhà đủ loại bị đe dọa trong khoảng San Fernando Valley. Nhiệt độ chỗ này lên tới 117 độ, thưa quý vị. Nhiều cái khu mà khác cũng ở gần Los Angeles, chúng quý vị đã thấy là đang là cháy rừng cũng rừng rực lên, làm cho nhiều người phải di tản. Chẳng hạn phía đông thành phố của Yucaipa là 54.000 người dân, chỗ này cũng phải di tản, thưa quý vị. Và chớ này thì chúng ta đã thấy là các lính cứu hỏa tới 12.500 lính cứu hỏa, thưa quý vị, 12.500 lính cứu hỏa đang vật lộn chiến đấu chống 22 đám cháy rừng. 22 đám cháy rừng chứ không phải một đám cháy rừng ở trong California. Thưa quý vị, mà thực sự tổng tình cộng từ 15 tháng 8 đến nay có 9.000 đám cháy rừng bùng ra nhiều rồi. Dạ. Trong một và số này những đám cháy rừng năm nay đó là hơn gấp 25 lần so với năm ngoái mà. Dạ, năm nay là những đám cháy rừng rất là lớn luôn và đe dọa đến tính mạng của nhiều người. Năm nay cho tính bây giờ là chúng ta đã có hơn 12 người đã tử vong rồi. Và thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến Trung Quốc đã bắt đầu áp đặt các giới hạn về thị thực mới nhắm vào giới truyền thông.
của nước Mỹ. Kính thưa quý vị, trong một cái hành động giống như ăn miếng trả miếng đối với Mỹ khi mà Washington cũng đã đặt những dấu hỏi cũng như là điều tra về những cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc tại nước Mỹ, thì đáp trả là hành động này thì Trung Quốc cũng đã gây khó dễ và đặt ra những giới hạn thị thực mới cho những người nhân viên của các đài truyền hình của Mỹ làm việc ở tại Trung Quốc. Họ bây giờ thì họ sẽ không đưa ra một cái giống như là một cái tờ báo, cái giống như một cái mail pass, một cái name pass nữa. Họ không có đưa cái thẻ báo chí, nhưng mà bây giờ đó lại đưa một cái lá thư và nói rằng là đang processing application của bạn đó, được chỉ có vì như vậy thôi. Và khi mà những người làm trong ngành truyền thông muốn làm việc ở tại Trung Quốc thì cứ đưa cái thẻ báo chí mà đã expire của mình đó cùng với cái lá thư đó thì họ sẽ được làm việc. Và thay vì bình thường có cái thẻ báo chí họ sẽ được làm việc 1 năm, nhưng bây giờ thời gian làm việc là không chắc chắn, tại vì tất cả đều đang process hết, có nghĩa là họ có thể bị bỏ đi cái quyền làm việc của mình bất kỳ lúc nào. Mà bây giờ là trong khi mà đưa cái thẻ báo chí và đưa cái thư đó thì họ chỉ có thời gian làm việc khoảng 2 tháng thôi, và sau đó là cứ gửi cái thư rồi nói là đang process rồi renew lại cái license của họ, và họ cứ để như vậy đó. Cho nên là bây giờ là báo chí đang gặp rất là nhiều khó khăn, nhất là một phóng viên của đài CNN là David Culver, làm phóng viên thường trực của CNN ngay tại Trung Quốc, thì đang nói rằng là rất là lo lắng vì cái việc là mình làm việc ở tại đây thì có những cái giới hạn nhất định để mà anh có thể làm việc ở tại Trung Quốc. Và đây là một sự thay đổi rất là lớn. Và bây giờ thì Trung Quốc đã nói với lại David Culver rằng là cứ yên tâm, cứ làm việc, điều này không ảnh hưởng gì tới cái những cái report của anh gửi về cho đài truyền hình ở nước Mỹ của mình. Tuy nhiên là đây là cái việc trả đũa của Trung Quốc đối với lại Washington đã thực hiện cho những nhà truyền thông lớn của Trung Quốc có tại Mỹ, thưa quý vị. Thưa quý vị, về cái vấn đề mà virus là một tai nạn rất là thương tâm, xin lỗi, không phải tai nạn, một trường hợp rất thương tâm ở xảy ra Buenos Aires, Argentina đó. Một cô giáo đang là giảng bài trong lớp mà chương trình là online, thưa quý vị. Tất cả các học sinh, sinh viên đang theo dõi cái chương trình thấy cô giáo gục xuống và cô giáo đã qua đời ở tuổi 46, thưa quý vị, vì Covid. Cô tên là Paula de Simon, là cô đã dạy ở đại học đây 15 năm rồi. Mà chồng cô là bác sĩ, mà chồng cô đang là kêu phải nói là overload, tức là đã chiến đấu rất là cực khổ đối với con bệnh và virus ở các nơi khác, không kịp về để cứu vợ thì bà vợ này đã bị nhiễm Covid, nhưng mà cố gắng làm việc, vẫn cố gắng dạy học ở trên online. Mà khi học trò thì cứ liên tục có hỏi cô là cô có cần gì giúp không, thì cô bảo không sao hết. Rồi lúc cuối cùng thì cô nói trả lời câu chữ cuối cùng là cô nói I can, tôi không thể được. Không thể là cô pass out và cô chết luôn ngay trong cái lớp. Là cái video này đã chuyển đi khắp nơi và làm cho người ta rất là xúc động, thưa quý vị. Đây là một cái tin rất là buồn. Chúng ta thấy là rất là nhiều người trên thế giới giờ vẫn còn đang chết mà chưa có cái biện pháp nào để chữa trị. Dạ, và kính thưa quý khán giả, đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý vị.